Xin chào tất cả các quý khán thính giả đã trở lại câu chuyện ngắn của The USKT News và các tài xế xe tải của Mỹ đang xây sở để tồn tại khi giá dầu diesel tăng cao. Các tài xế xe tải của Mỹ đang gặp khó khăn để kiếm sống trong bối cảnh giá dầu diesel tăng cao với tình trạng thiếu nhiên liệu ngày càng trầm trọng. Hồi đầu năm của 2022, khi giá bán lẻ dầu diesel tại Hoa Kỳ là 3 đồng 61 đô la cho một gallon, mức này hiện tăng 47% lên 5 đồng 32 cho một gallon, tính vào ngày 31 tháng 10. Chúng tôi đang thực sự không kiếm được số tiền mà chúng tôi đã kiếm được trước đây. Lúc này chúng tôi đang xây sở để tồn tại. Một tài xế xe tải tại Las Vegas đã nói với chương trình của Fox News. Những công ty duy nhất sống sót là những công ty lớn hơn. Những công ty nhỏ sẽ không làm được điều này. Tới đến ngày 14 tháng 10 của 2022, Hoa Kỳ có 25 ngày cung cấp dầu diesel dự trữ. Đây là mức thấp nhất kể từ 2008, khi ông Biden nhậm chức. Tổng lượng trữ dầu quốc gia đã giảm 31%. Dầu diesel chi phối ngành công nghiệp, từ máy bay, từ máy phát điện, máy kéo nông nghiệp đến xe tải, vận tải, xây dựng, tàu hỏa, tàu thủy đều tất cả chạy bằng cái nhiên liệu chưng cất. Diesel vận chuyển 90% tổng lượng hàng hóa trong nước và trên toàn cái thế giới. Dầu diesel được sử dụng nhiều đối với các máy móc trong ngành công nghiệp quan trọng như khai thác dầu mỏ và nông nghiệp, và một số hiệu ứng gợn sóng trên toàn cái nền kinh tế khi giá dầu diesel tăng lên. Hôm 31 tháng 10, nhà cung cấp nhiên liệu Mesa Fuel Energy đã cảnh báo rằng cái tình trạng thiếu hụt dầu diesel đã gây nhức nhối ở cấp độ vĩ mô. Cái nguồn cung khan hiếm sẽ buộc cái giá dầu diesel tăng lên, khiến nó trở thành nên quá đắt đối với một số người. Công ty này cho biết giá dầu diesel đắt đỏ có thể gây tổn thất cho nền kinh tế Mỹ, trong khi doanh nghiệp cắt giảm chi phí, người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu. Trong một cuộc phỏng vấn với WIS News, ông Richard, chủ tịch kiêm CEO của Hiệp hội Vận tải Đường bộ South Carolina, cho biết chuỗi cung ứng dầu diesel gặp khó khăn chủ yếu do công suất lọc dầu và cái nhu cầu cao thường đi kèm với mùa lễ hội bận rộn. Ông nói các tài xế xe tải đang di chuyển từ ga hàng hóa này sang ga hàng hóa khác để tìm kiếm nhiên liệu. Những gì quý vị có thể thấy học thuyết của Darwin về kinh tế và sự sống còn của những người khỏe mạnh nhất, hy vọng nó không trở nên tồi tệ như vậy. Lúc này đổ đầy nhiên liệu một chiếc xe tải giống như đi mua vàng. Mua vàng trong quá khứ. Không biết vì đâu mà cái nền kinh tế Mỹ của chúng ta nó cái năng lượng mà vẫn đang thiếu hụt, khi mà cái chính quyền của ông Biden đang triệt tiêu cái kỹ nghệ năng lượng. Ông Dan Kish, phó chủ tịch cao cấp của Liên minh Năng lượng chỉ ra rằng một trong những nguyên nhân khiến cái thị trường dầu diesel thắt chặt là do giá xăng tăng. Ông Kish nói thêm cái giá xăng tăng và nhu cầu vận chuyển bằng nhiên liệu diesel cũng tăng lên, đẩy cái giá dầu diesel tăng lên vô cùng mạnh mẽ. Ông nói nhiều người không chịu cái giá xăng hoặc họ không lái xe nhiều vì nó đắt hơn, nhưng họ vẫn cần lấy hàng. Thay vì đó họ vào cửa hàng thực phẩm để mua đồ, họ đã đặt giao hàng về nhà. Điều đó cũng làm cho nhu cầu diesel tăng theo. Trong một ghi chú ngày 25 tháng 10, công ty Goldman Sachs đã cảnh báo rằng sự thiếu hụt dầu diesel có thể đẩy giá lên cao hơn trong tương lai. Ngân hàng đầu tư này cho rằng khan hiếm dầu diesel là do yếu tố như gián đoạn hoạt động, đóng cửa nhà máy lọc dầu và không đầu tư vào công suất lọc dầu. Do các đoàn tàu chở hàng, xe tải đường vận tải chủ yếu chạy bằng diesel, giá diesel cũng tăng làm giá thực phẩm và hàng hóa toàn quốc cũng tăng theo. Các nhà phân tích của Goldman Sachs cũng lưu ý rằng cái nỗ lực kiềm chế giá năng lượng của Washington đóng sẽ thất bại vì quốc gia này chủ yếu tập trung vào dầu thô và ít tác động đến cái nhiên liệu tinh chế. Và đó là câu chuyện của The USKT News. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo. Chào tạm biệt.